Dưới truyền học giống như một trò may rủi, có đến 30.000 gen trong 46 nhiễm sắc thể mà bạn đang mang trong mình, và một tổ hợp những gen ấy sẽ quyết định vẻ ngoài của bạn. Tất cả những gen đó đều đến từ tổ tiên của bạn chứ không đâu khác. Vì vậy, nếu bạn có mái tóc sáng màu, mắt xanh dương và là một ca sĩ thật thụ, trong khi bố mẹ bạn sở hữu hai mái tóc đen, những đôi mắt nâu và không có khiếu âm nhạc, thì hẳn là một vài người tổ tiên của bạn phải có những phẩm chất đó. Bạn thừa hưởng 23 nhiễm sắc thể từ bố hoặc mẹ, và những nhiễm sắc thể đó sẽ tác động lên lẫn nhau. Hãy thử coi đây như một cuộc thi thể thao nha. Đội nào thắng sẽ xác định những đặc điểm mà đứa trẻ sở hữu. Một số người chơi trong một đội vốn đã mạnh hơn đội đối thủ từ trước. Những người chơi đó được gọi là gen trội. Những người chơi trong đội yếu hơn chính là gen lặn. Ví dụ, nếu người mẹ có đôi mắt màu nâu đỏ được di truyền cho mọi thành viên trong gia đình, thì gen chịu trách nhiệm cho màu mắt của cô ấy là trội. Nghĩa là con của cô có khả năng cao sẽ sở hữu đôi mắt màu nâu đỏ. Tuy nhiên, giống như trong bất kỳ trận đấu nào, cả hai đội đều có cơ hội ghi bàn. Vì vậy, nếu bố của đứa bé có tóc sáng màu trong vài thế hệ, thì màu tóc của anh ấy có thể sẽ di truyền cho đứa bé. Trận đấu cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi một bên chiến thắng. Và đó là lý do tại sao một đứa trẻ có thể giống bố hơn hoặc giống mẹ hơn. Nhưng các quy tắc của trò chơi không chỉ có thế đâu. Vì cả mẹ và bố đứa trẻ đều là những sản phẩm của trận đấu tương tự, nên gen của cặp bố mẹ thường nhận được sự trợ giúp từ bố mẹ và thậm chí là ông bà của họ khi cạnh tranh với nhau. Đó là lý do tại sao một số đặc điểm sẽ không có mặt trong một hoặc hai thế hệ. Nếu đặc điểm đó không xuất hiện ở con bạn, thì không có nghĩa là chúng sẽ không hiện diện ở cháu của bạn. Hỏi chính là một ví dụ cho điều này. Giả sử nha, đàn ông trong dòng họ nhà bạn có xu hướng rụng tóc ở độ tuổi 40, nhưng lại xen kẽ giữa các thế hệ. Vì vậy, nếu bố bạn dù hiện đã ngoài 50 tuổi nhưng vẫn chưa rụng tóc, còn ông của bạn chẳng có một sợi nào trên đầu, thì khả năng cao đó là bạn sẽ tiếp bước ông mình. Tất nhiên là trừ khi bạn thuộc phái nữ. Thế thì may cho bạn rồi. Tuy nhiên, một số gen lại là những kẻ gian lận. Chúng mạnh sẵn từ trong trứng. Tóc xoăn và thuận tay phải chính là một vài ví dụ. Dù cho bạn là thành viên duy nhất trong dòng họ có mắt nâu và tóc xoăn, thì khả năng cao đó là bạn sẽ di truyền lại những đặc điểm này cho con mình. Điều này đặc biệt đúng nếu đối phương có mắt xanh lam và tóc thẳng. Các đặc điểm này thường yếu hơn. Nhưng ngay cả khi bố và mẹ có cùng nước da, dáng người, màu tóc, màu mắt và nhiều đặc điểm khác, thì bóng dáng tổ tiên vẫn hiện diện đâu đó trên cơ thể của các con cháu. Người ta đã ghi nhận được một vài trường hợp trong đó. Hai bố mẹ da đen và tóc đen lại sinh ra con da trắng và tóc đỏ. Và ngược lại, bạn còn nhớ là chúng ta có tổng cộng 30.000 gen chứ? Vì vậy, số lượng tổ hợp của chúng gần như là không thể đếm được. Một vài tổ hợp có thể được dự đoán một cách chắc chắn. Ngoài màu mắt và màu tóc, thì chiều cao là một ví dụ nữa. Nếu cả bố và mẹ đều cao, thì đứa con thường sẽ cao bằng hoặc thậm chí cao hơn bố mẹ mình. Nếu chiều cao của bố mẹ chênh lệch đáng kể, thì đứa con sẽ có chiều cao nằm ở khoảng giữa. Tóc và mắt cũng thường trở nên nhạt màu hoặc sẫm màu hơn theo thời gian, nhưng điều đó không liên quan gì đến di truyền. Những người sinh ra với đôi mắt đen và tóc sáng màu có thể sẽ lớn lên với đôi mắt màu nâu đỏ và tóc nâu nhạt. Melanin là nguyên nhân gây ra điều này. Đây là sắc tố tạo nên màu da, tóc và mắt của bạn. Quá trình sản xuất melanin hoạt động mạnh nhất trong thời thơ ấu và chậm lại khi bạn lớn lên. Điều này có nghĩa là màu da sẽ thay đổi theo tuổi tác. Tuy nhiên, mắt nâu sẽ không bao giờ chuyển sang màu xanh dương và tóc vàng sẽ không bao giờ trở thành tóc đen đâu. Thay đổi như vậy là quá nhiều rồi. Ngoài ra, còn có một cách để dự đoán màu mắt nữa. Ví dụ, nếu cả bố và mẹ đều có màu mắt giống nhau, thì xác suất cao đó là con của họ cũng có màu mắt tương tự. Nhưng trong trường hợp bố mẹ có mắt nâu và mắt xanh lá, thì xác suất đó thấp hơn, khoảng 75%. Nếu cả bố và mẹ đều có mắt xanh dương, thì xác suất là 99% họ sẽ sinh con có mắt xanh. Còn mắt tối màu thì gần như là 0%. Nếu bố hoặc mẹ có mắt màu nâu, nâu sẫm hoặc nâu đỏ và người còn lại có mắt xanh lục, xám hoặc xanh dương thì xác suất gần như là 50-50.
nhưng mắt sẫm màu hơn sẽ chiếm ưu thế hơn một chút. Bố hoặc mẹ có mắt màu xanh lục và người còn lại có mắt màu xanh dương thì xác suất cũng là 50-50. Và cũng đừng quên những yếu tố khác, ví dụ như chủng tộc và cả dinh dưỡng nha. Nếu bố mẹ bạn không cao nhưng bạn cao hơn cả hai người họ thì có thể nguyên nhân nằm ở chế độ dinh dưỡng và loại thể thao bạn chơi nếu có. Hầu hết các cầu thủ bóng rổ hoặc bóng chuyền đều cao hơn nhiều so với mức trung bình nhờ sự tập luyện của họ. Những cá nhân sống trong một cộng đồng khép kín thường có chung một số đặc điểm. Đó có thể là bất cứ điều gì, từ chiều cao đến vóc dáng hay nước da trên khuôn mặt. Việc các cặp vợ chồng khác chủng tộc sinh ra con có các đặc điểm pha trộn cũng thường xảy ra. Những đứa trẻ như vậy nhận được những điểm tốt nhất ở cả bố lẫn mẹ và thậm chí còn có thể sở hữu một màu da khác với hai phụ huynh. Giờ chúng ta cùng chơi một trò chơi nho nhỏ để thử phán đoán xem con cái bạn sẽ trông như thế nào dựa trên các đặc điểm di truyền của bạn nhé. Hãy lấy giấy bút để đánh dấu các đặc điểm của bạn và đối phương và rồi kiểm tra kết quả ở phần kết video này nào. Tuyên bố từ chối trách nhiệm. Bài kiểm tra sau đây chỉ là một trò chơi nên đừng quá nghiêm túc nha. Và câu hỏi 1 đây. Bạn và đối phương có mắt màu gì? Nếu khác màu mắt, hãy đánh dấu cả hai đáp án. A. Màu nâu sẫm, nâu hoặc nâu đỏ. B. Xanh dương hoặc xám. C. Xanh lục. Câu hỏi 2. Bạn và đối phương bạn có tóc màu gì? A. Màu nâu đậm hoặc nhạt. B. Tóc vàng. C. Đỏ. Câu hỏi 3. Bạn mô tả về tóc của bạn và đối phương như thế nào? A. Xoăn. B. Thẳng. C. Xoăn sóng. Câu hỏi 4. Sự khác biệt về chiều cao giữa bạn và đối phương của bạn là gì? A. Chúng tôi cao bằng nhau. B. Một người cao hơn người kia rất nhiều. Câu hỏi 5. Bạn và người ấy có tông da nào? A. Tối. B. Sáng. Câu hỏi 6. Có ai trong hai bạn thuận tay trái không? A. Không. B. Có, một người hoặc cả hai chúng tôi. Câu hỏi 7. Có ai trong hai bạn có cầm chẻ không? A. Có, một người hoặc cả hai chúng tôi. B. Không. Đến lúc tiết lộ đáp án rồi đây. Trước tiên, hãy kiểm tra xem bạn có bao nhiêu A trên giấy nào. Ngay cả khi chỉ một người trong hai bạn có đặc điểm này, thì khả năng cao là con bạn vẫn được thừa hưởng nó. Tất cả các đáp án A trong bài kiểm tra này đều là các đặc điểm trội, nên nếu bạn sở hữu chúng, thì bạn có thể đoán được con mình sẽ trông như thế nào rồi đấy. Nếu bạn có chủ yếu là B hoặc C, còn đối phương là người có các gen trội, thì cũng đừng buồn. Các đặc điểm của bạn vẫn có cơ hội được di truyền cho con cháu mà. Không có tổ hợp gen nào chắc chắn sẽ xuất hiện cả. Nếu cả hai bạn đều có chủ yếu là A, thì đó sẽ là một sự hòa hợp hoàn hảo. Xác suất cao, đó là một cặp đôi có mắt nâu, thuần tay phải, tóc xoăn sẫm màu với nước da ngâm đen và cằm chẻ sẽ sinh ra một bản sao của họ hồi mới sinh ra. Điều tương tự cũng xảy ra khi cả hai bạn đều có B hoặc C trong phiếu trả lời của mình. Vì không có đặc điểm nào trong số này là trội nên khả năng cao đó là con bạn sẽ giống cả hai bạn đấy. Bây giờ, nếu bạn muốn dự đoán chính xác hơn nữa, hãy thử xem qua các album ảnh của gia đình bạn nào. Hãy ghi chú lại tất cả những đặc điểm bạn thấy ở người thân, thậm chí là cô, chú và anh chị em họ của mình. Dì Jenny có đôi mắt màu xám, dù cho những người khác đều có mắt nâu sao? Ông nội Will có má lúm đồng tiền dễ thương à? Bạn thấy mái tóc đỏ trên đầu chú của bố mình kia. Bất kỳ đặc điểm nào trong số này đều có cơ hội xuất hiện ở đứa con trong tương lai của bạn. Vì vậy cứ chờ xem sao nhé.